chuyển nhầm 500 triệu vào tài khoản lạ. Ngày 20 tháng 11, bà Nguyễn Thị Lý, chú tại Bình Dương, chuyển cho con trai 2 tỷ đồng. Số tiền dùng để đáo hạn ngân hàng, nhưng do giới hạn định mức số tiền trong một lần chuyển chỉ được 500 triệu đồng nên bà chia thành 4 lần giao dịch. Tuy nhiên, con trai bà Lý chỉ nhận được 3 lần với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Kiểm tra lại giao dịch, bà Lý tá hỏa vì đã chuyển nhầm 500 triệu cho một người khác. Người này có số tài khoản gần giống của con trai, chỉ khác một chữ số. Lấy lại bình tĩnh, Bà Lý chuyển tiếp 10 triệu đồng vào số tài khoản bị nhầm, kèm nội dung số điện thoại, nhờ người nhận được tiền gọi lại giúp. Thật bất ngờ, chỉ ít giây sau, bà nhận được điện thoại của một thanh niên thông báo đã nhận được tiền chuyển nhầm và sẽ hỗ trợ để bà Lý nhận lại tiền. Người đàn ông tốt bụng này là anh Vũ Mạnh Cường, trú tại thành phố Vũng Tàu. Sau khi nhận biết có người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của mình, anh Cường đã chủ động thông báo cho ngân hàng. Đồng thời, đề nghị chủ nhân của số tiền nói trên xuống Vũng Tàu giao dịch trực tiếp. Anh Cường cho biết 500 triệu là một số tiền lớn và không muốn có những sự cố ngoài mong đợi. Bà Lý đã cùng con trai từ Bình Dương xuống Vũng Tàu nhận lại tiền. Đôi bên cùng ra ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh đường 30 tháng 4 thực hiện giao dịch.